Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cả một bạn nhỏ đang thăm khám và điều trị tại nha khoa Lạng Xá. Và buổi hôm nay là buổi hàn vĩnh viễn cộng với cả bôi thuốc Minflor sau khi tất cả các răng sâu, răng tủy đã được điều trị xong, thì bạn ấy sẽ kết thúc bằng một cái buổi là bôi thuốc Minflor. Bôi thuốc Minflor chính là để tái thoái hóa men răng, giúp cho những cái chiếc răng được mạnh khỏe hơn. Chúng tôi thường ví nó giống như là mặc thêm một chiếc áo giáp cho những chiếc răng sinh của các bạn nhỏ. Vâng, quá trình bôi thuốc Minflor cho bạn Thanh Khôi diễn ra rất là thuận lợi. Thế thì chúng ta sẽ cùng nghe Thanh Khôi chia sẻ xem là bạn ấy cảm thấy thế nào nhé. Thanh Khôi ơi, cô vừa bôi thuốc Minflor cho Khôi thì Khôi có thấy đau hay sợ gì không? Không à? Thế nếu mà chấm điểm cho nha khoa thì Khôi cho nha khoa mấy điểm? 10 điểm luôn. Ôi, tuyệt vời. Các bạn nhỏ thấy không? Cái việc đi khám răng không hề đáng sợ một chút nào nhé. Bạn Thanh Khôi của chúng ta lúc đầu đến là cũng nhút nhát lắm, nên ghế là cũng hơi lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên đến buổi ngày hôm nay thì bạn rất là tự tin. Thậm chí là bạn còn ngồi quay video này các bạn này. Thế nên chúng mình đừng sợ khám răng nhá. Nếu mà muốn khám răng thì mời chúng mình qua nha khoa Đặng Xá để khám răng nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Khôi chào nè. Khôi chào đi. Đúng rồi, cảm ơn bạn Khôi.